Đời người có bốn nỗi sợ lớn nhất. Sợ để biết trân quý cuộc sống. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, trên hành trình của cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với vô vàn những khó khăn và thử thách, thậm chí là cả những nỗi sợ hãi. Trong số những nỗi sợ hãi đó, cái chết hay sự thất bại vốn dĩ không phải là điều mà người ta sợ nhất. Thay vào đó, chính là nỗi sợ không tiền. Thực tế, đời người không có tiền đúng là khổ trăm bề. Tuy nhiên, cho dù có cố gắng kiếm tiền đến đâu, thì bạn cũng nên nhớ rằng chỉ nên giữ ở mức độ vừa phải, bởi lẽ tiền quan trọng thì quan trọng thật đấy, nhưng tiền cũng thực sự chẳng thể mua được một số điều. Thế nên, thà rằng không có gì, nhưng ít nhất còn có sinh mệnh. Đừng kiếm tiền đến mức bán cả mạng sống của mình. Cuộc đời này, con người đến thế gian chỉ có hai bàn tay trắng. Sau đó qua thời gian, họ dần có cho mình những ước mơ, những hoài bão và còn cả những nỗi đau, nỗi sợ hãi về tương lai và sự không chắc chắn về cuộc đời này. Thế nhưng, một dòng chảy thời gian chính là không ngừng nghỉ, không chờ đợi một ai cả. Thế nên, có một điều mà chắc chắn nhiều người đã bỏ qua, đó chính là sự quý giá và tuyệt vời của từng khoảnh khắc sống. Đời người có vô vàn nỗi sợ, không ai phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu được ý nghĩa thực sự sâu bên trong, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này thực ra còn rất nhiều điều thú vị. Dạy về nỗi sợ đời người theo quan điểm nhà Phật. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa lời Phật dạy về nỗi sợ, đặc biệt là có bốn nỗi sợ lớn nhất đời người, chúng nhất định sẽ giúp ta nhận ra những giá trị quý báu của cuộc sống mà bấy lâu ta vẫn thờ ơ. Về bốn nỗi sợ lớn nhất đời người ấy là những nỗi sợ nào? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm qua bài chia sẻ ngay sau đây. Nỗi sợ thứ nhất, sống trong hạnh phúc nhưng không biết. Một câu chuyện giữa Thượng Đế và người nghèo kể lại rằng có một người nghèo khổ, nhà cửa, phòng ốc rất nhỏ, nhưng cả bốn thế hệ chen chúc sống chung. Anh ta cầu xin Thượng Đế giúp mình thoát khỏi cảnh túng quẫn này. Thượng Đế nói với anh ta, hãy nhốt tất cả gà vịt mà anh ta đang nuôi vào trong cùng căn phòng đó, cùng ăn, cùng sống với chúng. Sau một tuần, lại tới tiệm. Ta một tuần sau, người nghèo chịu đủ dày vò một lần nữa khẩn cầu Thượng Đế giúp đỡ. Thượng Đế lại nói với anh ta, hãy nhốt cả trâu và dê vào trong phòng, cùng ăn, cùng ở với chúng. Một tuần sau, hãy đến tìm ta lại. Có một tuần, người nghèo quả thực không chịu nổi nữa, tiếp tục cầu xin Thượng Đế. Thượng Đế nói, đuổi hết những con vật đó ra ngoài, để chúng quay về chỗ cũ. Một tuần sau, tới tìm ta. Sau một tuần, người nghèo lại lần nữa quỳ xuống dưới chân Thượng Đế, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Cảm ơn Thượng Đế đã ban phúc, giúp anh hiện tại đang cảm thấy niềm vui mà đã lâu anh chưa được nếm trải. Bài học rút ra ở đây là, trong cuộc sống, rất nhiều người trong số chúng ta cũng giống như người nghèo này, chỉ thích than phiền cuộc sống bất công, luôn cho rằng cuộc đời mình thiếu sự công bằng so với người khác, những thứ tốt đẹp đều thuộc về ta. Thực ra, có rất nhiều thời điểm, hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta. Người nghèo kia, sau cùng, đã nếm được niềm vui mà đã lâu anh chưa được nếm trải. Thượng Đế vốn chẳng ban cho nhà họ bất cứ thứ gì. Ngài chẳng qua chỉ để cho anh ta hưởng thụ cảm giác thỏa mãn một lần nữa mà thôi. Hay nói cách khác, Thượng Đế chỉ muốn để cho anh ta hiểu rằng đừng chỉ nhìn bản thân đang thiếu thứ gì, hãy xem bản thân đang có những gì trước đã. Lắng nghe lời Phật dạy về nỗi sợ để biết rằng không phải cuộc sống đối xử bất công với chúng ta, mà là ham muốn của chúng ta quá nhiều. Sống trong hạnh phúc mà không hay nhận ra. Khi chúng ta bị bệnh mới biết quý trọng sinh mệnh, mới hiểu sức khỏe là hạnh phúc. Khi chúng ta đói bụng, mới biết quý trọng thức ăn. Có ăn, có uống là hạnh phúc. Khi chúng ta có con, mới biết cha mẹ vất vả đến đâu. Trong nhà có người già là hạnh phúc. Khi chúng ta đối mặt với cái chết, mới biết sinh mệnh ngắn ngủi, bình an vui sống đã là hạnh phúc. Đừng trở thành người sống trong hạnh phúc lại cứ mãi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu đâu. Cứ đi trên con đường của mình, ngắm nhìn phong cảnh của riêng bản thân, đừng mãi ước ao và trông mong người khác. Hãy học cách quý trọng hạnh phúc trước mắt. Nỗi sợ thứ hai, lao đầu kiếm tiền, nhưng không thể tiêu. Lời Phật dạy đời người không có tiền quả thực khốn khó trăm bề. Nhưng dù cố gắng kiếm tiền đến đâu, cũng nên giữ ở một mức độ vừa phải. Có không ít người lao đầu đi kiếm tiền, nhưng lại chẳng có sinh mệnh để mà tiêu. Thà rằng không có gì, nhưng mà ít nhất vẫn còn có sinh mệnh để có cơ hội hưởng thụ những điều tốt đẹp ở trên thế gian này.
chúng ta phải kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng phải hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng, điều đau khổ nhất trên đời này chính là người sống nhưng mà không có tiền, hoặc may, cứ chết đi rồi tiền không tiêu hết. Lúc ấy, mới hiểu được rằng ngoại trừ sức khỏe, tất cả những thứ khác trên đời chỉ là gió thoảng mây trôi. Bài học rút ra ở đây là tiền nhiều thì tiêu nhiều, tiền ít thì tiêu ít, dù ít hay nhiều, chỉ cần đủ tiêu là được. Đừng vì tiền mà vứt bỏ sức khỏe. Nỗi sợ thứ ba, làm người tài giỏi, nhưng bất hiếu với mẹ cha. Chuyện kể rằng một gia đình có ba người, cũng là người của ba thế hệ. Một ngày, người cha nói với con trai, ông nội con ốm yếu đã nhiều năm, tiếp tục sống cũng không giúp ích gì, chỉ bằng vứt xuống núi sâu cho xong. Nửa đêm, hay cha con dùng một cái sọt khiêng ông lão tới bên khe suối. Lúc đang chuẩn bị ném xuống, người con trai bỗng nói, cha, chúng ta chỉ cần ném ông xuống là được rồi, cần gì phải vứt cả cái sọt. Người cha tức giận, trẻ con thì biết gì. Người con đáp, nếu ném cả sọt, thì về sau con và con trai con dùng cái gì để mang cha tới đây chứ? Người cha nghe xong như bị đánh một đòn cảnh tỉnh. Vì vậy, vội vàng kêu con trai đưa ông về nhà, chăm sóc cẩn thận, không bao giờ dám làm ra hành động bất hiếu nữa. Bài học rút ra ở đây là cha mẹ khi bước vào tuổi già sẽ tăng thêm cho chúng ta rất nhiều phiền hà. Vì vậy, có những người con bắt đầu ghét bỏ người sinh ra mình. Cha mẹ già rồi, lúc ăn cơm sẽ làm vương vãi hạt cơm ra ngoài. Chúng ta chê họ lồi thôi, bước đi của họ càng lúc càng chậm. Chúng ta chê họ lề mề, họ nói chuyện chậm rãi, thỉnh thoảng lại còn lặp lại. Chúng ta chê họ càm ràm. Người ta vẫn thường nói, người già như trở về thời thơ ấu một lần nữa, nhưng không phải người già nào cũng được đối xử nâng niu như trẻ nhỏ. Người ta có thể kiên nhẫn dạy dỗ một đứa trẻ gào khóc đòi ăn, như là không đủ nhẫn nại để đối xử như vậy với chính người đã sinh ra và nuôi lớn chúng ta. Tất cả bởi chúng ta đã quá quen nhận được yêu thương từ cha mẹ mà quên cách cho đi. Vào lúc chê cha mẹ già yếu, có bao giờ chúng ta nghĩ đến bọn họ cũng đã từng có những thời trẻ, nhưng tuổi trẻ của họ đều dành cả cho ta. Bởi vậy, bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp phải chịu quả báo lớn nhất đời người. Nỗi sợ thứ tư, miệng quá ngọt, khiến lời nói trở nên giả tạo. Cuộc đời này, nếu bạn không vấp ngã, sẽ không biết ai là người sẵn lòng cúi người xuống nâng bạn dậy. Thường ngày có trà, có rượu, có anh em, lúc thật sự gặp khó khăn mới biết có ai kề cận khi cần tới. Bạn, người ta sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nịnh nọt, lấy lòng. Khi bạn không còn giá trị, họ lập tức quay lưng coi như không quen biết. Xã hội thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Về tâm linh, ma quỷ không đáng sợ, bởi vì không thể nhìn thấy được. Lòng người đáng sợ vì đoán không ra. Thật ra, xã hội thì rất đơn giản. Thứ phức tạp chính là lòng người. Đừng nghĩ rằng ai cũng lương thiện, chân thành như mình. Đừng cho rằng mọi chuyện đều có thể dễ dàng tha thứ, đều có thể nhẫn nhịn. Không nhịn được thì đừng nhịn nữa. Có đôi lúc bạn phải học cách thích ứng, buộc lòng phải buông bỏ những người bạn quan tâm nhưng chẳng hề để ý đến bạn, hoặc học cách mang một tấm mặt nạ để cư xử lạnh lùng với những người đối xử lạnh nhạt với bạn. Cuộc đời mỗi người có cười thì không thể thiếu nước mắt. Thực tế, có rất nhiều người có thể ở bên cạnh bạn cười vui cùng bạn, như là chẳng có mấy người ở bên cạnh bạn khi khóc. Cho nên, chỉ khi bạn đối xử chân thành, thật lòng với người khác thì mới có người sẵn lòng san sẻ niềm vui hay an ủi bạn khi bạn gặp khó khăn. Thời gian có thể giúp bạn tha thứ những điều tưởng chừng không thể đi qua, những việc tưởng chừng không thể vượt qua. Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ nhớ về một số việc trong quá khứ, nhưng sau giờ vẫn phải học cách nhìn về phía trước. Những thứ không thể đánh bại lại bạn, tất cả rồi sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian chính là như thế. Lắng nghe lời Phật dạy về nỗi sợ để biết, đời người ngắn ngủi lắm, sao không học cách bình đạm mà sống? Vâng, thưa quý vị, đời là bể khổ. Đó chính là câu nói mà đại đa số chúng ta ai cũng biết. Thế nhưng tại sao lại thế? Giải thích cho điều này, có người nói nhân sinh có hai nỗi khổ lớn, cầu không được, cho nên khổ. Vì có được rồi, nhưng lại không vừa ý, cho nên cũng đau khổ. Có người luôn truy cầu sự hoàn mỹ, dẫu đắc được hay không, thì vẫn không cách nào thỏa mãn. Nếu đã như vậy, sẽ không coi những được mất trong cuộc đời nhẹ nhàng đi một chút, giữ lấy cái tâm bình hòa, thản thản đãng đãng mà đi. Giữa thế gian, khổ vì không có, lại khổ vì có được rồi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Có người nói, có ái tình rồi lại muốn có tiền bạc rồi lại muốn vui vẻ rồi lại muốn sức khỏe. Nhưng cho dù có được sức khỏe rồi, thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn mãn nguyện. Truy cầu của đời người giống như những đợt sóng cuộn trào, con sóng này nối tiếp con sóng kia, không bao giờ dứt. Cho nên, vinh hoa phú quý nhiều đến đâu, gia tài vạn bạc nhiều đến đâu, cũng chẳng thể mua được sự dài lâu. Trong Hồng Lâu Mộng, có câu hát rằng hỷ vinh hoa chính hảo, hận vô thường hữu đáo, nghĩa là vui vì vinh hoa trọn vẹn, hận vì vô thường lại đến. Sông có khúc, người có lúc, nói uy nghi hùng vĩ, nhưng có cao có thấp, biển giàu giạt mênh mông, nhưng nông sâu thất thường, thấy sự biến hóa không ngừng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, hoa đẹp rồi sẽ tàn, đêm dài rồi lại đến lúc bình minh. Ai có thể sống cuộc đời bất biến, ai cả cuộc đời năm tháng nào cũng như nhau. Một đời bi hoan ly hợp, sinh ly tử biệt, cay đắng ngọt bùi, hết thảy chẳng có gì là mãi mãi. Ai biết được ngày mai điều gì sẽ đến với mình. Thường nói rằng tự nhiên là vĩnh cửu, nhưng thế gian gió mây vạn tượng nương dâu, ai có thể biết rằng non xanh nước biếc kia sẽ mãi mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu. Một đời người may mắn có được một chút huy hoàng, cũng chỉ như ánh sao băng vượt qua trong khoảnh khắc. Hết thảy những hỉ nộ ái ố, những khóc cười, những giờ hay, rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng vô tình, như hoa kê trên cảnh khi nở khi tàn, khi tươi khi héo. Bạn đã có được hạnh phúc khi hoa nở, thì phải chấp nhận cảnh vắng lặng khi hoa tàn. Chúng ta luôn nuối tiếc những gì đã tan vỡ, lại khát khao những gì không có được, mà quên rằng thứ mình đang có mới đích thực là thuộc về mình. Viên mãn là mỹ lệ, mà tàn khuyết cũng là một dạng mỹ lệ. Đời người mênh mang, chúng ta chỉ là một con sóng trong dòng chảy dài cuồn cuộn, là một chiếc lá trong cánh rừng ngát xanh. Vinh hoa hay nghèo khổ, huyên náo hay tĩnh mịch, được hay mất, đến rồi đi, hết thảy đều tự nhiên như mây bay gió thổi. Nuối tiếc là chuyện thường tình, đắc ý cũng là chuyện thường tình. Con người sinh ra là để trải nghiệm, đừng hỏi vì sao nhân sinh lúc thừa ưu ái, lúc lại quá vô tình. Không có nên khổ, có được rồi vẫn khổ, sao không chọn một nửa thong dong? Nhân sinh trăm vị khó đạt, năm vị câu toàn thế sự sâu xa, khó làm được việc nào cũng như ý. Núi có đỉnh cao cao thế nào, vẫn có đỉnh cao hơn. Sông có bến rộng rộng thế nào, vẫn chưa phải là đời rộng nhất. Có câu rằng giác chi đa dục bi khổ, tiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Càng nhiều ham muốn, càng đau khổ, càng ít ham muốn, càng thanh tịnh vô vi. Thân và tâm cũng vì thế mà tiêu diêu tự tại. Vô cầu tức là không ham muốn. Người mà có thể đạt được đến độ không ham muốn, thì thân tâm thanh tịnh, nhân phẩm tự nhiên sẽ cao thượng, mà khổ não cũng sẽ tự tiêu tan. Nhưng có thể làm được một người không ham muốn, há chẳng phải bậc thánh nhân rồi sao? Thân ở nơi thế tục, mê đắm trong phồn hoa, khó có thể buông xuôi xuống hết thảy để sống đời thanh đạm. Bao nhiêu người dám vứt bỏ lụa là gấm vóc để mặc áo trắng vải thô. Bao nhiêu người dám vứt bỏ hải vị sơn hào để thưởng thức cơm rau đạm bạc. Bao nhiêu người dám vứt bỏ lâu đài lầu các, cửa cao nhà rộng để quay về chốn quê mùa vườn tược, vui vầy cùng nước non. Phồn hoa dễ khiến người ta say đắm đến nỗi chẳng nỡ buông tay, nhưng lại nhỏ bé tựa như hạt bụi, không thể trường tồn mãi mãi. Vậy nên, đối với vinh nhục thế gian, khi đối mặt với thế sự phong ba, ta hãy yêu ghét không hoảng sợ. Đối với danh lợi tình thù, có được cũng chẳng vui, mất cũng chẳng buồn. Đối với thắng thua được mất, mất mát không sợ, đắc được tùy duyên, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, mới có thể giữ được nội tâm thanh tịnh. Mọi việc ở đời đều có mức quân bình, vừa đủ cho đến mức ấy thì là thiếu, mà quá mức ấy thì lại đầy. Từ việc nhỏ như ăn uống sinh hoạt, đến việc lớn như trị quốc bình thiên hạ, đều có cái lý bình thường chi phối tất cả. Nghĩa là làm gì cũng nên có chừng mực, đừng đi tới mức cực đoan. Kinh dịch cho rằng, khi âm cực thịnh thì sẽ chuyển thành dương, khí dương cực thịnh thì sẽ chuyển thành âm. Âm dương cân bằng mới là trạng thái lý tưởng. Giữ bản thân ở ngưỡng vừa phải, ắt không phải là sự hèn nhát của kẻ yếu hèn, mà là phương châm của bậc quân tử có bản lĩnh. Không phải là thái độ cầu an, mà là thái độ của người biết tùy kỳ tự nhiên, thuận theo thiên lý. Câu thơ ở chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý vị. Nhân sinh năng đa như ý,
vạn sự chỉ cầu bán xứng tâm. Nghĩa là đời người sao có thể có nhiều như ý, vạn sự chỉ cầu được một nửa xứng lòng. Một học giả đời Thanh như Lý Mật Ong cũng thấu triệt cái lý ấy. Ông không cầu hoàn mỹ, không cầu trọn vẹn, không cầu viên mãn, mà chỉ cầu đạt đến ngưỡng một nửa là đủ rồi. Trong bài thơ Bán Bán Ca, Lý Mật Ong đã thấu hiểu nửa kiếp phù sinh, hưởng nửa kiếp đời vui nhàn nhã giữa biển trời rộng rãi, chốn quê nhà, nửa tỉnh nửa quê, nửa vườn thực nửa đồi ngập, nửa sách đèn nửa cày cấy, nửa tiểu thương nửa bình dân, nửa mảng danh kẻ sĩ đô dùng, nửa đẹp nửa xấu, nhà cửa nửa sang nửa dở, áo quần nửa nhã nửa thô, đồ ăn nửa quê nửa tỉnh, kẻ giúp việc nửa vụng nửa khéo, thê tử nửa dại nửa hiền, tấm lòng ta nửa Phật nửa tiên, tên tuổi cũng nửa chìm nửa nổi, một nửa hiến dâng trời đất, nửa còn lại đem tặng kiếp người, nửa lo toan tích góp để đời sau, nửa nghĩ đến đời người ngắn ngủi, uống rượu tới lúc nửa say, ngắm hoa khi hoa nở một nửa, thuyền dương nửa buồm, ngựa thả nửa cương, chạy vững vàng, chưa đầy một nửa chưa thỏa mãn, quá một nửa rồi quá chán chê, trăm năm trong đời, nửa vui nửa khổ, hưởng một nửa vui là đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đại đa số chúng ta thường có xu hướng sống dựa vào cái nhìn của người khác. Ví dụ, hôm nay bạn mặc một chiếc áo, nếu người nào đó nói chiếc áo không hợp với bạn, ngày mai bạn nhất định sẽ không mặc đâu nữa. Tuy nhiên, liệu rằng như vậy có thực sự đáng sống? Người xưa cho rằng, một trong những điều tự do nhất cuộc đời là không quan tâm tới đánh giá của người khác. Hãy tự mình thoát ra khỏi dòng người hối hả, lắng nghe tiếng gọi từ con tim. Đời người chỉ sống một lần, chúng ta căn bản không phải chờ ai đồng ý, bạn, chứ không ai khác, mới chính là người quyết định cuộc đời của chính mình. Sinh mệnh của bạn là duy nhất, hãy làm những việc mình thích, nắm lấy cơ hội theo đuổi ước mơ. Dù cho thất bại, cũng còn hơn là đạt được thành công nhưng phải làm điều mình ghét. Hãy dám hy sinh, dám một lần vật lộn với đời, lấy hết dũng khí và cảm xúc mạnh mẽ, nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của bạn, giữ vững ước mơ và cố gắng biến nó thành sự thật. Sự tán thành của người khác cũng chỉ là quan điểm của họ. Đừng để cách nghĩ của người khác quyết định cuộc đời của bạn. Vĩnh viễn đừng quên chính mình là ai. Không nên từ bỏ ước mơ, vì không ai có thể rõ ràng hơn chính bạn. Hãy kiên định với lựa chọn trong lòng mình, mà tiến về phía trước. Đừng quản ngại rằng ai đó sẽ khinh thường bạn, bởi nếu không có sự cho phép của bạn, không ai có thể khinh thường bạn. Bạn là người duy nhất nắm giữ hạnh phúc và ước mơ của mình. Ba điều duy nhất đáng quan tâm là suy nghĩ của chính bạn. Trong cuộc sống thực tế, bỏ đi hình ảnh hoàn mỹ của bạn trong mắt người khác, bắt đầu sống với bản chất thực của mình là một việc khá khó khăn, nhưng lại là một lựa chọn rất ý nghĩa. Hãy để sở thích của mình được tự do phát triển, vì sở thích quyết định ước mơ quyết định hành động, cuối cùng hành động quyết định vận mệnh của bạn. Có một số người sẽ không bao giờ tán thành bạn trên đời này. Có hai loại người. Loại người thứ nhất sẽ tiêu hao hết năng lượng và sức sáng tạo của bạn. Loại người thứ hai sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn, ủng hộ sự sáng tạo của bạn, hoặc chỉ đơn giản là nở một nụ cười với bạn. Hãy khước từ ý kiến của loại người thứ nhất, vui vẻ tiến lên trở thành người mà chính mình mong muốn. Những người không thích, cũng mặc kệ họ thôi. Vui vẻ cũng là một loại lựa chọn đấy. Sống trên đời không phải là để lấy lòng người khác. Đừng để ánh mắt phủ nhận của người khác quấy nhiễu mặt hồ yên ả trong lòng. Bạn ạ, hành trình cuộc đời và tiền đồ của mỗi người là khác nhau. Điều tạo nên sự khác biệt giữa bạn và người khác đó là khi bạn là chính mình. Không được để cho bất kỳ ai dễ dàng thay đổi bản chất của bạn. Tương lai vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Đừng sợ tìm tòi, học hỏi. Đừng sợ trưởng thành. Điều gì phải đến thì sẽ đến. Bạn chỉ cần bước chân ra, dũng cảm tiến về phía trước. Nếu cuộc sống lừa dối bạn, thì bạn càng phải đứng lên. Càng bị áp chế, thì mới bùng nổ càng mạnh. Khi gặp ngã rẽ cần phải lựa chọn, thì hãy đưa ra quyết định. Không để bản thân phải hối hận. Trải nghiệm bản thân là điều cần phải có trong quá trình trưởng thành. Chỉ khi bản thân thông qua thực tiễn, mới có thể chuyển thành kiến thức của mình. Vì vậy, bạn nên trải nghiệm cũng như là tích lũy kinh nghiệm, không nên ỷ lại vào ý kiến của người khác. Loại thể nghiệm này có thể giúp suy nghĩ của bạn càng lý trí, sau đó hướng đến mục tiêu đúng đắn. Bạn càng trở nên thành thục,
vững vàng hơn. Trực giác của bạn không cần người khác tán thành. Khi hiện thực cuộc sống của bạn muốn bạn phải lựa chọn, nhất định phải chọn thứ mình muốn có, tới nơi mình muốn đến, tin tưởng trực giác của mình, không nên tiếp thu kiến nghị sai lầm. Đừng để người khác quấy nhiễu cách nghĩ của bạn. Nếu như bản thân cảm thấy tốt, thì hãy đi làm. Nếu không, bạn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến kết quả sẽ tốt đẹp như thế nào. Cuộc đời ngắn ngủi, không thể chờ đợi. Nếu bạn xác định mình đang bị bệnh nan y, nếu bạn cảm thấy thời gian đã cấp bách lắm rồi, vậy thật sự là bạn không có thời gian để lãng phí nữa. Tỉnh táo lại đi, bạn thực sự mắc bệnh nan y có tên gọi là đời người. Đối mặt với một hiện thực cấp bách như vậy, bạn không có thời gian để chờ đợi, cũng không ai thoát khỏi căn bệnh này. Hãy nhìn xung quanh, nhìn xem cuộc đời đã mang đến cho bạn món quà như thế nào. Lựa chọn vui vẻ, đừng chờ đợi sự tán thành của người khác. Nếu không, bạn vĩnh viễn không có cơ hội vui vẻ. Hãy dũng cảm đương đầu mọi thử thách, chớ vì lo lắng đến cái nhìn của người khác mà tiếp nhận lựa chọn sống yên ổn trong hang. Chỉ cần bạn đi làm, tất cả mọi thứ đều sẽ ổn. Từ hôm nay trở đi, bạn đừng chờ đợi nhận sự tán thành của người khác trên cuộc đời này. Nếu như mọi chuyện đều chiều theo ý của người khác, có phải là rất mệt mỏi không? Hãy dũng cảm sống theo điều con tim mình mong muốn. Theo thống kê mới đây, dân số thế giới hiện nay đang gần 8 tỷ người. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là giới siêu giàu chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chỉ khoảng 1% dân số. Mặc dù số lượng nhỏ, nhưng họ lại là những biểu tượng cho sự xuất chúng và độc đáo. Sức mạnh của họ không nằm ở số lượng, mà ở lòng tự tin, quyết đoán và khả năng sáng tạo không ngừng. Những người siêu giàu này không ngại ngần từ chối ranh giới sẵn có và liên tục thách thức sức tưởng tượng của họ. Họ biến những giới hạn được đặt ra thành cơ hội mới và đưa lòng tin của bản thân lên đến đỉnh cao, tạo nên những kỳ tích trong cuộc sống. Ở họ, chúng ta học được rằng nếu chỉ mục tiêu của đời là sự bình an, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu cao cả hơn. Sự do dự và thiếu quyết đoán có thể khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa. Một trong những lý do khiến con người không thành công chính là sự do dự và thiếu quyết đoán này, khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội và để mất những điều quan trọng. Vì thế, để có một cuộc sống ý nghĩa, hãy dám mơ ước, không ngần ngại mở cánh cửa lên cao và đặt ra những mục tiêu lớn lao. Chỉ khi đó, chúng ta mới thật sự sống đầy đủ, có ý nghĩa. Đừng quên, nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp, viên mãn, thì bạn hãy đừng bao giờ ngồi im chờ đợi. Thứ nhất, đừng đợi đến khi muốn nhận được mới chịu cho đi. Quy luật cuộc sống là có cho có nhận, có nhân có quả. Điều này là lẽ công bằng, để có được công bằng, cần có sự đánh đổi. Có gieo rồi mới có gặt, có cho rồi mới có nhận. Đợi đến khi bạn muốn nhận một thứ gì đó mới bằng lòng cho đi, thì dù đó cũng là sự đánh đổi, nhưng trái với quy luật của cuộc đời. Giá trị của cuộc sống nằm ngoài hàm nghĩa của sự đong đếm đổi trác. Mọi hành động, việc làm của con người đều xuất phát từ tấm lòng và nhân cách. Cho đi là mở rộng cõi lòng để yêu thương và sẵn sàng chia sẻ, không mong cầu sự báo đáp. Đây không phải là sự bố thí hay ban phát những thứ vật chất tầm thường, mà là mang điều tốt đẹp hơn trao tận tay người nhận, là gieo duyên lành, là phúc báo, là sự thanh thản trong tâm hồn. Giá trị của việc làm đó không thể đo đếm được. Cuộc đời tồn tại trong một quy luật vòng tròn của sự yêu thương, giúp đỡ. Quả ngọt của tình yêu thương mà chúng ta đã trao đi chính là những gì mà chúng ta nhận lại. Nếu chỉ muốn nhận mới chấp nhận cho đi, đó là thái độ sống vô lợi ích kỷ, cũng là đóng chặt cánh cửa của cuộc đời mình với thế giới bên ngoài. Bạn sẽ đánh mất những cơ hội đón nhận những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Khi một tâm hồn khép chặt, cuộc sống của bạn chỉ quẩn quanh trong những suy nghĩ bế tắc, những toan tính lợi ích tạm thời, một cuộc sống mỏi mệt, nhàm chán. Hãy hành động khi cần thiết, hãy mở rộng cõi lòng mà đối đãi với tất thảy mọi người, bởi hạnh phúc luôn ở bên cạnh bạn. Thứ hai, đừng đợi đến lúc cô đơn mới nhớ đến bạn bè của bạn. Tình bạn cần được xây dựng trên một mối quan hệ qua lại lâu dài. Tình cảm phải vun đắp qua thời gian mới sâu sắc và vững bền. Nó không phải là sự ngẫu nhiên hay cái gì sẵn có. Chỉ khi cô đơn mới nghĩ đến bạn bè, thì lòng người đã nguội lạnh, khoảng cách quá xa rồi. Sao có thể thấu hiểu hay sẻ chia được nữa? Khi bạn có quả táo giấu đi, bạn sẽ chưa nhận ra giá trị của tình bạn. Chỉ khi bạn là người đang đói,
nhìn thấy bạn mình giấu quả táo đi ăn một mình, bạn mới hiểu được giá trị của sự sẻ chia. Tình bạn thật sự là khi bạn có một quả táo, bạn cắn một miếng rồi đưa cho bạn, đó là tình yêu. Khi bạn không cắn miếng nào, đưa hết cho bạn, đó là tình thân. Cuối cùng, khi bạn cố tình giấu quả táo đi, không cho bạn biết hoặc phũ phàng nói rằng bạn cũng đói, đó là thực tế xã hội. Chỉ khi nghèo khó, bạn mới hiểu rõ rằng có rất nhiều chuyện bản thân không đủ năng lực để thay đổi. Và khi đó, bạn sẽ biết và hiểu được ai là người thành thật và dành sự quan tâm cho bạn. Những người có thể ở bên bạn, đồng hành với bạn không phải vì tiền, địa vị, mà vì yêu quý bạn, sẵn sàng chăm sóc bạn chẳng chút toan tính, đó mới là tình bạn đáng được trân trọng. Vì vậy, nếu bạn giấu quả táo đi ăn một mình đến khi bạn đói, chả ai đưa cho bạn quả táo nào cả. Đó là quy luật khi bạn không thể đối với người khác, mong gì người khác đối tốt với mình. Tình bạn cũng cần được xây dựng trên một mối quan hệ qua lại lâu dài. Tình cảm phải vun đắp qua thời gian mới sâu sắc và vững bền, chứ đâu phải là sự ngẫu nhiên hay cái gì sẵn có. Chỉ khi cô đơn mới nghĩ đến bạn bè, thì lòng người đã nguội lạnh, khoảng cách quá xa rồi, sao có thể thấu hiểu hay sẻ chia được nữa. Khi bạn có quả táo giấu đi, bạn sẽ chưa nhận ra giá trị của tình bạn. Chỉ khi bạn là người đang đói, nhìn thấy bạn mình giấu quả táo đi ăn một mình, bạn mới hiểu được giá trị của sự sẻ không phải là sự nghèo túng, mà là sự cô độc. Thất bại lớn nhất của con người không phải là xa cơ lỡ bước, mà chính là xa cơ lỡ bước không có ai ở bên để giải bày, dìu ta đứng dậy. Thứ ba, đừng đợi đến khi có công việc rồi mới cố gắng. Làm thực chất, làm gì có công việc nào là hoàn hảo trên đời. Trước khi đặt ra mục tiêu tìm một việc như ý, thì việc cần làm đầu tiên là phải tìm kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Nếu cứ ngồi im đợi chờ có công việc tốt, thì điều đó sẽ chẳng khác nào há miệng chờ sung, ôm cây đợi thỏ, và nó sẽ chỉ có một kết cục là chết đói mà thôi. Ngay cả khi có một công việc rồi, nhiều người lại có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta nhảy việc chưa chắc đã là do bản thân công việc nó không tốt, mà có khi là vì chính chúng ta thích an nhàn, chưa đủ năng lực và quyết tâm để hoàn thành nó. Trong Ovigima Thelon Sắc có một câu nói thế này: nếu có dũng khí đối mặt với rắc rối, vượt qua được hoàn cảnh khó khăn, thì bạn có thể từng bước giải quyết rắc rối này. Trên đời này có rất nhiều việc chỉ cần bạn bằng lòng, thì tất cả những khó khăn đều chẳng thể trở thành lý do khiến bạn chùn bước. Ngược lại, chúng sẽ trở thành một bài học quý giá, một dấu ấn tốt đẹp trong cuộc đời bạn. Theo quy tắc 10.000 giờ của Malcolm Gladwell, muốn trở thành chuyên gia của bất kỳ một lĩnh vực nào thì cần phải có 10.000 giờ. Nếu một ngày làm việc 8 tiếng, một tuần làm việc 5 ngày, vậy thì thời gian bạn cần ít nhất là 15 cuộc sống. Cũng giống như một nồi canh xương hầm, muốn cho ngọt nước thì bạn phải bỏ thời gian, bỏ công sức ra để ninh thật nhừ. Tương tự, một công việc tuyệt vời cũng cần bạn bỏ thời gian ninh nhừ, ninh cho ra những ngọt ngào trong đó. Thành công cũng chẳng hề ngoại lệ. Có người dành thời gian cả đời để đợi một công việc như ý muốn. Sự cố chấp đó khiến cho họ bỏ lỡ rất nhiều thời gian, đánh mất rất nhiều cơ hội để thăng tiến hoặc phát tài. Thế giới bên ngoài rất phong phú và rộng lớn. Chỉ cần bạn luôn cố gắng, thì bất cứ nơi đâu cũng có công việc khiến bạn hài lòng. Thứ tư, đừng đợi đến lúc thất bại mới nhớ đến lời khuyên của người khác. Trong lịch sử Trung Quốc vẫn còn lưu truyền câu chuyện đau lòng về Nam Tử Tư, một tể tướng trung thành của Ngô Phương Phủ. Ông đã khuyên Ngô Vương không nên đánh nước Việt, vì như vậy sẽ gây hậu họa cho nước Ngô. Nhưng Ngô Vương không nghe. Kết quả, Ngô Vương bại trận và nước Ngô diệt vong. Trên đời này, sự thật giống như những ánh sáng có lúc sẽ khiến bạn chói mắt, nhưng nếu không có nó, bạn sẽ chẳng thể nào xua tan đi bóng đêm mù mịt đang che lấp cuộc đời mình. Có những thất bại và sai lầm khi ta nhận ra đã quá muộn, không có cơ hội để sửa sai. Đó là sai lầm đưa chúng ta đến ngày tận thế, như Ngô Vương trong câu chuyện ở trên. Vậy mà người ta vẫn biết thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng đủ tỉnh táo để phân biệt được thật giả. Nên thói thường của con người là thích nghe và tin vào những lời nịnh hót, mà quên mất những câu ngạn ngữ này, mãi cho đến khi thất bại mới cảm thán trong tiếc nuối muộn màng. Thứ năm, đừng đợi đến lúc bệnh tật mới chịu để ý đến sức khỏe của mình. Lúc sắp chết mới yêu cuộc sống. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắp bóp, chẳng dám ăn tiêu gì,
tích góp cả đời anh ta để giành được cả một gia tài lớn. Không ngờ, một ngày thần chết đột nhiên xuất hiện, đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ, cầu xin thần chết cho mình sống thêm một ngày, một năm, một phút, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Thế nên, mỗi sinh mạng trên đời này đều rất yếu đuối. Vậy nên đừng đợi đến lúc đã cận kề bên ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi mới biết quý trọng sức khỏe của mình. Thứ sáu, đừng đợi đến lúc chia ly mới nhận ra gia đình là quan trọng. Một người cha vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi bố, con hỏi bố một câu được không? Ông bố bực bội trả lời, nhưng sau khi đã bình tĩnh lại, ông nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Cuộc đời chúng ta chỉ vội lóe sáng lên vài khoảnh khắc trong vũ trụ lớn lao này, rồi sau đó sẽ tắt ngủm trong tối tăm hỗn loạn. Vậy nên hãy học cách trân trọng và tận hưởng cuộc đời mình cùng với những gì mà bản thân đam mê yêu thích nhất trong lúc thời gian của bạn còn được kéo dài. Đừng để đến khi nhắm mắt xuôi tay mới thảng thốt nhận ra có nơi mình muốn đến mà chưa kịp đến, có việc muốn làm mà chưa kịp làm, hay ngay cả nhìn mặt một người thân yêu cũng là điều vô cùng xa xỉ. Điều đó thật đáng tiếc biết bao nhiêu thứ. Thứ sáu, đừng đợi đến lúc chia ly mới nhận ra gia đình là quan trọng. Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi, bố ơi, con hỏi bố một câu được không? Ông bố đáp, đợt trước con hỏi gì? Đứa bé nài nỉ, bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ đó? Ông bố kiên nhẫn giải thích, đó không phải là việc của con, mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả? Đứa con vẫn cứ muốn biết, nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói bố làm được 2 đô la một giờ đồng hồ. Ôi, đứa bé rụt rè hỏi, bố, cho con vay 1 đô la được không? Ông bố rất bực mình, nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay và mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn thế, thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế. Bố làm việc vất vả cả ngày và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu. Đứa bé đi vào phòng, đóng cửa lại. Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ? Nhưng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng, con ngủ chưa? Chưa ạ, con còn thức. Cậu bé nằm trên giường đáp, bố suy nghĩ rồi. Có thể bố đã quá nghiêm khắc. Ông bố lấy ra 1 đô la và nói, đây, cho con. Cậu bé cầm lấy, rồi thò tay xuống gối lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa. Ông bố thấy con có tiền từ trước, lại cầu nhau, tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi? Đứa trẻ ngẩng lên, vui sướng, vì con chưa có đủ ạ. Bây giờ thì con có đủ rồi. Bố ơi, đây là 2 đô la, con có thể mua 1 giờ trong thời gian của bố không? Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, chúng ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng và sức mạnh của đồng tiền. Bởi quả thực, sống mà không có tiền đó thực sự là một điều rất khó khăn. Thế nhưng, đánh đổi tất cả vì đồng tiền lại là một điều không đáng. Vì cuộc sống này bạn sẽ không chỉ cần có tiền mà còn cần cả rất nhiều thứ khác nữa. Câu chuyện trên đây chỉ là một lời nhắc nhở gửi đến tất cả những người đang làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Cuộc sống không chỉ có nỗi lo về tiền bạc, công việc. Đừng để thời gian trôi qua và thứ duy nhất bạn còn là tiền và công việc. Hãy dành thời gian cho những điều thực sự ý nghĩa với bạn, những người thực sự quan trọng với cuộc đời bạn. Bởi nếu ngày mai bạn chết đi, công ty bạn đang làm việc có thể dễ dàng tìm được người thay thế vị trí của bạn. Khi bạn không còn sống, tiền bạc của cải sẽ không còn thuộc về bạn nữa. Chỉ có gia đình và bạn bè của bạn cảm thấy mất mát rất lớn trong suốt quãng đời còn lại. Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra mình không đủ thời gian để làm những điều bản thân mong muốn, không đủ thời gian ở bên cạnh những người thân yêu nữa. Vì vậy, hãy yêu thương bản thân, gia đình và cuộc sống của chính mình ngay từ bây giờ. Trên thế giới này, mỗi người dù đang ở độ tuổi nào, cảnh ngộ như thế nào, kinh nghiệm phong phú ra sao, thì cũng đều đối mặt với rất nhiều khó khăn và phiền não. Thực ra, đại đa số những lúc chúng ta cảm thấy phiền não đều không phải do tác động của ngoại cảnh, mà chính là tâm thái và trạng thái của mỗi người mới là thứ quyết định đến cảm xúc. Trên thế giới này,
thực ra không hề tồn tại đơn thuốc hay viên thuốc giải vạn năng trong một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu có thể làm được ba điều dưới đây, thì có thể khiến cho cuộc sống phóng khoáng, nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Buông bỏ, có một vị sư phụ hỏi đệ tử, nếu muốn đun ấm nước nhưng nửa chừng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào? Một đệ tử nói sẽ đi tìm đệ tử khác mượn tạm. Một đệ tử khác nói sẽ đi mua. Sư phụ mỉm cười và nói, tại sao các con không đổ bớt nước đi? Trong cuộc sống, con người luôn thích phức tạp hóa mọi thứ, thay vì nghĩ đến chuyện đơn giản như đổ bớt nước. Nhiều khi, đứng trước ngã rẽ, chúng ta cũng như vậy, cũng phức tạp hóa mọi thứ lên, rồi xôi hỏng bỏng không. Tất cả, nhiều trường hợp trong cuộc sống, hãy lựa chọn buông bỏ, vì như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Lãng quên, trong Kinh Phật, có câu chuyện kể về Tiểu Hòa Thượng và Lão Hòa Thượng cùng đi hóa duyên. Tiểu Hòa Thượng lễ độ, cung kính nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, có một cô gái muốn qua sông nhưng không được. Lão Hòa Thượng đã cõng cô gái qua sông. Tiểu Hòa Thượng trong lòng cứ thắc mắc, nhưng không dám hỏi. Sau 20 dặm đường, Tiểu Hòa Thượng không kìm được và hỏi sư phụ, chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông? Lão Hòa Thượng đáp, ta đã để cô gái lại bên kia sông rồi. Sao con còn vướng víu mãi vậy? Chúng ta cần học cách đạt được hòa giải với thứ mình không thể buông bỏ. Sống trên đời làm người không nên quá khắt khe, làm việc không quá cầu toàn, niềm vui không thể hưởng hết. Hiểu phải có chừng mực, giữ bình tĩnh và loại bỏ tham sân si. Biết buông bỏ những gì khiến ta thấy bất an, vậy nên biết buông bỏ mới là người khôn ngoan. Bắt đầu lại, trong cuộc sống, không phải đoạn đường nào cũng trải toàn màu hồng và nhung lụa. Có những lúc, đoạn đường ấy cần phải buông, vì chân tay đã xước sát, chảy máu. Đừng cố quá, làm gì cho người đầy thương tích. Nếu mệt mỏi, hãy cứ dừng chân nghỉ ngơi. Biết đâu một đoạn đường mới tốt đẹp hơn sẽ mở ra với bạn. Nếu đoạn đường ấy không còn cách nào để đi tiếp, bạn vẫn luôn có những sự lựa chọn khác. Bạn không cần phải cố thủ ở một góc chết, không cách thoát nào. Chỉ cần bạn chấp nhận, sẽ sang một đoạn đường mới, là bạn đã quay vòng một đoạn, sáng tỏ, thông suốt. Khi bạn học được cách để buông bỏ, cũng là lúc bạn học được cách để bắt đầu lại. Khi bạn học được cách để tâm hồn thoải mái và bình tĩnh, cũng là lúc bạn học được cách khiến cho cuộc sống của bản thân trở nên thanh thản và đơn giản hơn. Lựa chọn thứ hai lãng quên trong Kinh Phật có một câu chuyện kể rằng Tiểu Hòa Thượng và Lão Hòa Thượng cùng đi hóa duyên. Tiểu Hòa Thượng lễ độ, cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông nhưng không được. Lão Hòa Thượng đã cõng cô gái qua sông. Cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất. Tiểu Hòa Thượng trong lòng cứ thắc mắc, sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế? Nhưng cậu ta không dám hỏi. Cứ thế đi được mãi 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được, đành hỏi sư phụ, chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông? Sư phụ điềm đạm nói, ta đã bỏ cô ấy xuống bên bờ sông rồi. Còn ngươi, đã cõng cô ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống. Lời nói của Hòa Thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong đó chính là nghệ thuật nhân sinh. Ven đường nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp, trải qua biết bao những gập ghềnh khó khăn. Nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua và mang theo tất cả những khổ đau, sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều phiền não. Sẵn sàng buông bỏ là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và an nhiên đối mặt với cuộc sống. Gặp người một khắc lại nhớ cả một đời, trải qua chuyện không vui một lần lại nhớ mãi không quên. Con người hay bị ám ảnh bởi thế sự khôn lường. Vì vậy, nên theo lẽ thường của ông thích phiền não vào lòng, suy tư đong đếm mà không sao quên đi được. Cuộc đời của một người sẽ có vô vàn những trải nghiệm. Có một vài thứ sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp trong trái tim bạn, nhưng có một vài thứ lại trở thành vết sẹo và thương tích mãi mãi không thể phục hồi. Nếu như chúng ta đem mỗi một người, mỗi một câu chuyện từ đầu đến cuối ghi nhớ rõ ràng trong tim, thì cuối cùng sẽ vì những gánh nặng không chịu nổi mà rơi vào trạng thái suy sụp, tuyệt vọng. Vì thế, sẵn sàng quên đi ba điều sau để có được cuộc sống an nhiên hơn. 1. Mỗi ngày một học cách quên đi tổn thương mà người khác đem lại cho bạn. Hãy quên và tha thứ cho những người đã làm hại bạn. Ôm hận thù chỉ làm mục ruỗng tâm hồn, oan oan tương báo đến đời nào mới thanh toán hết. Cho dù cuộc đời không dịu dàng với mình, hãy cứ dùng đức mà đáp lại,
như vậy mới có được hạnh phúc. Người đã từng làm tổn thương bạn ắt sẽ không thể ở bên bạn cả đời. Vậy sao phải nhớ? Thời gian đối đãi với người yêu thương mình còn không đủ, sao lại nỡ hoài phí cho kẻ không ra gì? Hãy nhớ rằng, tha thứ chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Vậy nên cho dù là vô tình hay cố ý, đối với sự khó dễ người khác đối với bạn, những thứ đã qua hãy cho qua, không cần canh cánh trong lòng, cũng không cần khắc cốt ghi tâm. 2. Học cách quên đi bạn đã từng đối xử tốt với người khác. Đừng bao giờ tự mãn, tự kiêu, tự đại ghi nhớ những việc mà mình từng giúp đỡ ai đó và yêu cầu người đó phải có trách nhiệm giúp đỡ lại khi mình gặp khó khăn. Thực chất, trên đời này vốn không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai cả. Bạn giúp người khác là vì bạn có lương tâm, có tính thiện lương, chứ bạn không muốn giúp hay cũng muốn giúp, chẳng ai ép buộc được bạn cả mà. Lòng tốt đã cho đi thì đừng mong nhận lại, hãy cho đi với sự tình nguyện, bởi khi trao ra hoa hồng thì tay ta ắt cũng có mùi hương. Khi bạn quên đi những thứ mình từng bỏ ra, thì sẽ không còn cảm thấy nặng nề trong tâm, cũng sẽ cảm thấy cân bằng rất nhiều. 3. Học cách quên đi dĩ vãng không vui vẻ. Những con người và sự việc không còn quan trọng, những chuyện không đáng để tâm để lòng quá lâu dễ thành mầm hại. Chi bằng bỏ đi, đừng để ý, một mực so đo tính toán, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Sự từng trải càng phong phú, nỗi buồn càng nhiều, nghĩa là càng trải đời thì áp lực càng lớn. Chẳng có một ai trên thế giới này là có một quá khứ hoàn toàn màu hồng cả. Không ai sống mà không có nỗi buồn, bởi không có nỗi buồn thì chỉ có người không có tim, không có phổi mà thôi. Hãy nhớ, không có bản nhạc nào toàn nốt cao và cũng không giai điệu nào chỉ một nốt trầm buồn sâu lắng. Thế nên, thay vì day dứt, ám ảnh bởi những chuyện đã qua, hãy tự quên đi một chút, vứt bỏ một chút để hành trang gọn nhẹ hơn trên đường đời. Những gì đã qua chẳng bao giờ lấy lại được, hãy khắc cốt ghi tâm những kinh nghiệm để đời, sống trọn từng giây từng phút và yêu thương hết thảy. Có như vậy, hiện tại mới xứng đáng là quá khứ đau khổ mà bạn đã từng trải nghiệm. Cuộc đời này, những thứ đáng để chúng ta ghi nhớ thực ra vẫn còn rất nhiều. Có lẽ chúng ta không có cách nào quyết định được những thứ mà mình gặp phải, nhưng quên đi những người và việc không đáng để ghi nhớ lại là quyền lợi và tự do của chúng ta lựa chọn. 3. Trân trọng. Có một phú ông vô cùng giàu có, hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định, chỉ cần ai có thể nói ra ông làm thế nào để hạnh phúc, thì ông sẽ tặng lại cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng cũng tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết, nói với vị đại sư, tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi làm cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy, trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi, chạy đi. Phú ông sợ quá vừa khóc vừa gọi, đuổi theo, tôi bị lừa rồi, tâm huyết cả đời của tôi. Sau đó, vị đại sư đã quay lại trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói, tốt quá rồi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông đã hỏi, ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Lúc này, vị đại sư cười và nói, đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt. Chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước là một. Bây giờ ông còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng con người chỉ khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối, mới biết đâu là hạnh phúc chân thật của đời người. Người ngồi xe lăn thì thèm muốn đôi chân, người đi bộ thèm muốn đi xe hơi, kẻ đi xe hơi lại thấy người đi bộ thật hạnh phúc. Đứng núi này trông núi nọ vốn là bản tính của con người, bởi con người luôn cho rằng những cái hiện tại mình có là vô giá trị,
vậy nên cũng chẳng biết quý trọng và nâng niu. Cả một đời chạy theo phồn hoa, lại không biết hạnh phúc treo ở sau lưng, một cái ngoảnh đầu lại là thấy. Thôi, có những khi chúng ta đang tìm cách lấy lại thứ đã mất hay tranh giành quyền lực bản thân chưa đạt được, chúng ta vô thức đánh mất những thứ bản thân đang sở hữu. Vì thế mà đại đa số con người sau khi ở đỉnh cao của sự nghiệp thường trở thành những người cô độc. Trong họ luôn là những hối hận day dứt cùng cực, và họ không thể nào thoát khỏi những trăn trở canh cánh trong lòng đó. Thực ra, khi chúng ta học cách trân trọng cũng là lúc học cách để tạo ra hạnh phúc, vì ta sống ở hiện tại. Thịnh mong quý vị hãy luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng ba thứ này. 1. Học cách trân trọng hiện tại. Hiện tại là những gì có trong tay, là những gì may mắn nhất. Con người ta sống vì hiện tại, vì vậy nên phải trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây phút còn được sống ở trên đời, những câu chuyện mắt thấy tai nghe chốn hồng trần. Để sau này, khi hiện tại đã trở thành quá khứ, thì bản thân sẽ không còn gì phải tiếc nuối cả. Con người ta kỳ lạ lắm, chỉ khi đánh mất một thứ rồi mới biết nó thực sự quan trọng với mình như thế nào. Còn khi nó ở bên thì coi đó như là lẽ đương nhiên, để rồi hờ hững rồi vụt mất, và nhận lấy vô vàn tiếc nuối. Và khi mất đi những điều quý giá trong cuộc đời, thì cũng là lúc chúng ta nhận về cho mình những bài học để biết trân trọng hơn những gì ta đang có. Lúc cần nỗ lực thì không được lười biếng, chậm trễ và trì hoãn. Chỉ có sống thật tốt ngay giây phút này, tương lai tươi đẹp mới có thể đến như đã hẹn. Học cách trân trọng người trước mắt. Trăng dưới nước ấy là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng. Vậy nên hãy trân trọng từng mối quan hệ mà bạn có bây giờ. Hãy đối xử thật tốt với những người xung quanh, vì bạn không thể biết bao giờ và không biết đến khi nào thì bạn phải chứng kiến họ rời xa. Những người ở bên cạnh yêu thương bạn sẽ vì bạn mà thay đổi chính họ. Vì yêu thương bạn, họ chấp nhận hết những tính xấu của bạn. Vì yêu bạn, nên họ đem những sở thích của bạn biến thành sở thích của họ. Họ là những người cho đi mà không bao giờ hối hận, chỉ cần có thể cùng bạn được sống và trải nghiệm thôi. Vì vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp những mối quan hệ hiện tại. Dành cho những người đang ở bên cạnh sự cảm thông, quan tâm và để ý. Tốt nhất là đừng dùng những tính khí không tốt đối xử với những người tốt với bạn nhất. Cũng đừng đợi đến lúc mất đi họ mới nghĩ đến cứu vãn và bù đắp. Học cách trân trọng tính mạng. Người đời có câu, người không vì mình, trời chu đất diệt một người. Nếu ngay cả bản thân mình thì xưng mình mà còn không tiếc thương, trân trọng, khi thử hỏi còn có thể che chở, bảo bọc hay làm chỗ dựa được cho ai? Trời đất ban cho đấng sinh thành, lại ban cho mình cái hình hài, thì liệu mà gìn giữ cho tử tế? Đừng tìm đủ cỡ để phá hoại, hao tổn nó, rồi lại đổ cho ý trời, đổ cho lòng người bạc bẽo. Mỗi người trên đời chỉ có một cái mạng, một lần duy nhất được sống mà thôi. Vì vậy, chớ nên vì sốc nổi nông cạn nhất mà nhất thời hủy hoại. Bạn không bao giờ biết được ngày mai và điều bất trắc cái nào sẽ đến trước. Mỗi ngày còn sống đều thấy biết ơn. Cho dù là lúc nào đều không được lấy sinh mạng của bản thân để đánh cược, cũng không được có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực và qua loa nào. Nếu như một người học được cách trân trọng, họ sẽ có được tất cả, bớt đi những quan niệm và tiếc nuối cuộc sống. Khi ấy, tự nhiên sẽ không còn mệt mỏi. Chúng ta đối mặt với rất nhiều những điều không vui, về cơ bản là đến từ việc chúng ta mỗi ngày đều do dự sống giữa kiên trì hay từ bỏ, không biết nên chọn điều gì, rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Vì thế mới cảm thấy khó khăn và hoang mang. Chúng ta thường khắc cốt ghi tâm những thứ không nên nhớ, nhưng lại quên đi những điều đáng lẽ cần lưu tâm. Vì thế mới thường cảm thấy dằn vặt và hối hận. Chúng ta khi có được thì không đủ trân trọng, lúc mất đi lại không thể vãn hồi. Vì thế mới có tiếc nuối và thở dài. Thật ra, con đường nhân sinh trải đầy những bấp bênh và gai góc. Mà khi đối mặt với các lựa chọn, bạn cần học cách chọn lựa, phán đoán và suy tính. Không ai có thể nói cho bạn con đường tắt, giúp bạn rẽ ngang đến an nhàn một đời. Cũng không ai có thể cho bạn kinh nghiệm dập khuôn có sẵn, càng không có ai có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn không một sai sót. Tóm lại, lúc cần buông bỏ, xin đừng phô trương bản thân. Lúc cần lãng quên, xin đừng tính toán so đo. Lúc cần trân trọng, xin đừng tùy hứng buông thả. Sống phóng khoáng hơn chút, thong dong hơn chút, giản đơn hơn chút. Cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, tươi sáng rực rỡ hơn. Vâng, kính thưa quý vị, bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này,
quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của Sách Nói Minh Triết. Kính gửi tới tất cả khán giả thân yêu của kênh Sách Nói Minh Triết. Như những ngọn nến sáng tỏ trong màn đêm tối, sự ủng hộ từ quý vị đã chiếu sáng cho chúng tôi và truyền cảm hứng để không ngừng sáng tạo. Cùng nhau, chúng ta đã tạo nên một kênh truyền thông tuyệt vời và chúng tôi tin rằng những khám phá tiếp theo sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.